Ngon hả? Nó say đắm luôn nè. Chân 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 gà. Chân gà nấu với lá giang, cá kèo kho tiêu hả? Rau răm. Để nguyên con ai ăn ăn trúng cái đầu cái đuôi luôn. Cái này bự. Cái này bự. Canh chua hả? Chua lá vàng. Hết không chưa? Em ơi. Quậy. Em ơi. Em ơi. Em ơi. Quậy. Quậy chết đá. Em ơi.
làm. Để miếng tắt này hả? Nước sôi à? Chùa lá vàng bắp chuối. Tới đổ ra bán người chân gà, đổ nước ra đi ra lấy cá, ra ra kia đi lấy cá, đổ đi ra má lại đi ngủ nè. Ra đây thùng đá rồi nó không bao giờ đá, nghĩ cái dầu chứ không có gì. Nó sẽ tới vô cái ngon liền hả? Thơm hả? Ừ, màu đẹp. Cho nó sôi bỏ thêm pha thêm miếng nước cái chân gà. Cái gà màu chín thì đó sôi lên cái gà chín này. Thêm phần miếng nước. Ok luôn hả? Không thêm miếng đường nữa không? Cái này nó chua lắm. Đúng rồi. Bỏ lá giang vô là chua. Bỏ lá chua rồi xé. Bột ăn không? Nhìn cười. Một ngày nào cũng xuống nấu phụ bếp hả bộ? Ngày nào cũng nấu phụ hả bộ? Hả bộ? Bếp chứ bà nội. Lúc nào con làm vô đồ bếp. Phải không? Bọc ơi. Giặt miếng cò no hả? Sáng qua ăn cái nước lèo mà bữa luộc con gà mà cúng á. Còn cái kèo đã cho thấm mà kho hay sao? Ừ, thấm chút á. Nãy giờ cũng được kho này rồi, kho đi. Ơi, một phụ nấu bếp hả bộ? Bội à. Giỡn. Bực. Giỡn nữa. Giỡn nữa hả? Hai con chuột đâu? Mấy con chuột đâu?
Ủa nó giang bỏ sao hả? Thì nó chua quá cho nó ăn vô rồi chứ thì ít chuối. Đó nó giang vô nữa rồi sẵn thôi chứ có gì. Thêm cái một không mà thêm đến thì cũng muốn nữa chết rồi. Xong một màu xanh gà nấu lá giang, chân gà nấu lá giang. Kèo bự hả? Còn bự bự không à? Thành thành đó, 7 á. Người ngon hả? Nữa nó ăn gì ra thành ngon. Bữa mua cái ăn hết nữa. Còn nữa. Mình nó quấn vô nó hoàn thành. Hoàn thành là con chua chân gà. Nấu cái giang. Trên Bình Dương á, là một phần lẩu bò, lẩu đuôi bò cho 4 người ăn.